đó còn một lần á thì thấy là nó không có chất lượng, nhưng mà sau này bên công ty có sản xuất cũng không lượng này mà quăng nó 3 lần, sau có thời gian là 2 lần rồi lên 3 lần, thì tôi thấy đó là cái phân con người xài nó so ra với phân hóa học á nó cái chất lượng hơn, nó hạn chế được càng mặn hơn, nó cây lúa bất độ ngã hơn, hạn chế được cho bệnh hơn, đó là ưu điểm của con người. Nhưng mà mình khi mà mình sử dụng phân con người mình thấy giống cái ưu điểm thì chú đã nêu rồi ha, cứng cây dày lá, chống đổ ngã, chống sâu bệnh, thì đó là mình công nhận. Vụ đầu thì có xài phân người cho 1 hecta thấy hiệu cũng có hiệu quả, thứ nhất là thấy cái bộ lá dày hơn, đến khi cắt bộ lá vẫn còn tươi, rất là tươi. Về sâu thì nó ít hơn, ít hơn. Ví dụ rồi hạt thu đa số là giai đoạn gần làm đồng, sau làm đồng đó là bị cuốn lá theo tôi luôn. Vụ này thì nó lá nó dày thì nó cũng hạn chế được cái sâu được thân cũng ít, nhưng mà xài phân đó một mỗi vụ là được thân hình như là 30%, mà vụ này thì được thân là lâu lâu nhìn thấy cây nó giảm vì cái sâu đó. Thấy bộ rễ thì giống như cái giá ấy. Bộ rễ bự lắm thế á, dội vô mấy ngày thấy bộ rễ nó khác, cái nhổ lên là thấy nó trắng to hơn bình thường, to so với phân bắp không, thì thấy những cái ưu điểm đó.